cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giu-đê-a và miền bên kia sông Giô-đan. Dân chúng tụ họp bên người và người dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phái đến gần và hỏi thử người rằng: người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Môsê đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó, và người bảo các ông: ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng mình mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Câu này khá quen thuộc với mọi gia đình Công giáo, nhất là khi mùa cưới đến. Trên thiệp cưới chúng ta thường thấy ghi câu này. Thế nhưng mà trong thực tế thì đôi khi chúng ta lại thấy điều ngược lại. Số đôi ly dị càng ngày càng nhanh hơn, tức là cái thời gian sống với nhau ít hơn. Kính thưa ông bà và anh chị em, hôm nay tôi không muốn chỉ dừng lại ở cái sự kết hợp người nam và người nữ trong đời sống vợ chồng, mà trong nhiều cái lĩnh vực khác Thiên Chúa đã kết hợp. Chúng ta cứ khởi đi từ đời sống vợ chồng. Chúa Giêsu khẳng định rõ là từ khi sáng thế, Chúa đã dựng nên người nam cho người nữ và một người nữ cho người nam. Đó là ơn gọi hôn nhân gia đình. Nó cũng cao quý như ơn gọi độc sân thánh hiến, chứ không phải là ơn gọi tu trì thì cao hơn và dễ đưa người ta đến gần Chúa hơn. Vì chỉ có một đấng duy nhất là Thiên Chúa chọn gọi chúng ta, mỗi người vào một bậc sống. Và vì đó là ơn gọi, thành ra chúng ta cần trân quý. Thiên Chúa kết hợp một người nam và một người nữ, cho nên khi mà người ta ly dị, người ta chia tay nhau, là người ta chia tay với lời thề đã cam kết trước mặt Chúa. Và khi đó người ta cũng làm xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Vì chỉ có một tình yêu duy nhất từ Thiên Chúa chia sẻ cho chúng ta qua sự sống, qua tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta. Thiên Chúa còn kết hợp điều gì nữa thưa anh chị em? Thiên Chúa còn kết hợp xác với hồn. Khi mà hồn lìa khỏi xác thì khi đó chúng ta không còn ở tại thế nữa. Nhưng mà trong thực tế, đôi khi chúng ta đầu tư thời gian, tâm sức, tiền của, tài lực, vật lực cho cái thân xác nhiều hơn tâm hồn. Thánh lễ trực tiếp đã trở lại, người ta có thể đến với thánh lễ, nhưng mà dự lễ online quen rồi, trừ những ông bà cao niên và những người bệnh nhân. Người ta có thể nhân danh lý do phòng ngừa dịch bệnh, cộng với sự lười biếng bẩm sinh có tiềm tàng ở trong đó, để không đến với thánh lễ trực tiếp. Đó là chúng ta đã phân ly xác với hồn. Cái sự đầu tư chăm sóc cho chúng ta khi dành cho xác nhiều hơn hồn, đó là chúng ta đã phân rẽ cái điều mà Thiên Chúa đã liên kết.
Xin Chúa liên kết cha mẹ với con cái với cha mẹ. Cái tế bào của xã hội là gia đình. Nhưng mà đôi khi các thành viên trong gia đình, mỗi người chỉ tập chú, chỉ quan tâm đến cái sở thích riêng của mình. Cho nên là chúng ta phá vỡ cái cơ chế của gia đình, cái tương quan của các thành viên trong gia đình. Đó là chúng ta đã phân rẽ cái điều mà Chúa đã liên kết ở trong gia đình. Mỗi người đều là thành phần của một tập thể nhỏ, một tập thể lớn hơn của một xã hội. Và nhất là chúng ta, những người Công giáo, là chúng ta là thành viên của đại gia đình, con cái Thiên Chúa. Thế nhưng đôi khi chúng ta chỉ chăm bẩm lo cho cái tôi tập thể của chúng ta, cái giáo xứ của mình, cái ca đoàn của mình, cái dòng tu của mình, cái cộng đoàn của mình trước. Đương nhiên có sự ưu tiên, đó là trách nhiệm, là bổn phận của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không có để tâm gì đến tha nhân, không thuộc đồng đạo với chúng ta, không thuộc giáo xứ của chúng ta, không có cùng một nghề nghiệp chúng ta. Môn đệ của Chúa là người dám lội ngược dòng, chứ không chỉ sống theo cái chủ trương đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tình yêu của Chúa, một tình yêu duy nhất, nhưng mà luôn mở rộng cho hết mọi người. Đôi khi chúng ta lại phân rẽ con người với thiên nhiên. Xin Chúa dựng nên thiên nhiên vũ trụ cho con người. Cả thế giới này là một cái ngôi làng. Nhưng mà chúng ta sử dụng, lạm dụng nó, sử dụng nó một cách vô tội vạ. Chúng ta không nghĩ gì đến thế hệ mai sau. Rác rưới đổ xuống biển, rồi nhà cửa hay cái gì không phải là của chúng ta, chúng ta không có chăm chút. Chúng ta không có nghĩ đến cái thế hệ sau. Tôi rất thương và học với cha tổng đại diện. Chúng ta đã thừa kế cái ngôi nhà thờ chánh tòa từ nhiều thế kỷ qua. Bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm trùng tu, tu sửa lại như thế nào để mà các thế hệ sau có thể dùng được 100 năm nữa. Có ai nghĩ đến vậy? Những người nghĩ xa cho thế hệ con cháu mình không có nhiều. Mình thừa hưởng di sản của ông bà tổ tiên. Mình sống ở trong môi trường, ở trong thiên nhiên, nhưng mà mình không có sử dụng nó như là còn phải để lại cho đời sau. Cờ đến tay chúng ta thì chúng ta phất cái thời của chúng ta. Chúng ta có thể ăn chia, chúng ta có thể sử dụng một cách không ý thức và không trách nhiệm. Đức tin chúng ta thừa kế từ cha ông chúng ta, và đức tin đó linh hoạt cuộc sống chúng ta. Chúng ta lo cho con ăn học, nhưng mà chúng ta có làm cho đời sống đức tin của con cháu chúng ta lớn lên hay không? Trách nhiệm đó Chúa sẽ hỏi chúng ta vào ngày sau hết. Ước gì chúng ta nối kết những gì Chúa đã liên kết. Và nếu có những khoảng cách, những lỗ hổng, những sự phân rẽ mà do trách nhiệm của chúng ta, phân rẽ xác hồn, phân rẽ các thành viên trong gia đình, phân rẽ các thành viên của một tập thể, thì nhờ sức mạnh của Thánh Thể và lời Chúa mà chúng ta tiếp nhận hôm nay, chúng ta chia sẻ cùng một bàn tiệc lời Chúa, chúng ta được nuôi dưỡng bằng bủ huyết của Chúa Kitô, cùng một dòng máu thần linh đó, chúng ta được mời gọi xích lại gần nhau hơn khi chúng ta xích lại gần Chúa, để không phân ly sự gì Thiên Chúa đã liên kết trong cuộc đời của chúng ta. Amen.